Tam thể, cuốn tiểu thuyết ly kỳ khiến cho Obama phải gọi điện dùng cho tác giả viết nhanh để mà đọc cái kết. Các bạn có tò mò cuốn sách nào được sinh viên các trường đại học top đầu của Trung Quốc như là Thanh Hoa, Bắc Đại yêu thích nhất không? Câu trả lời chính là Tam thể của Lưu Tự Hân. Đây là bộ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng chinh phục cả những bộ óc vĩ đại của thế giới như là cựu tổng thống Mỹ Obama, Jack Ma, Bill Gates và ông chủ của Facebook Mark Zuckerberg. Obama từng nhận xét là quyển tiểu thuyết này quá vĩ mô và thú vị. So với tình tiết chuyện thì ba cái tranh chấp hàng ngày của ông với quốc hội chỉ là vặt vãnh lông gà vo tỏi luôn. Thậm chí Obama từng mê Tâm thể đến nỗi ông từng nhờ nhân viên Nhà Trắng gọi điện cho nhà xuất bản để mà dục tác giả Lưu Tự Hân viết nhanh nhanh để mà đọc cái kết. Thôi cũng là nỗi lòng của fan đọc truyện đen cuốn mà hóng mãi chỉ có tập cuối để mà học cái kết. Trên tay tôi đang là 3 tập của bộ tiểu thuyết này, lần lượt là Tam thể, Khu rừng đen tối và Tử thần sống mãi. Các cuốn này đều đã được xuất bản ở Việt Nam, nhưng mà hình như là không còn được tái bản nữa. Tôi nghe nói đâu là tập 1, tập 2 còn không được bán trên thị trường nữa. Còn nội dung Tam thể đỉnh như thế nào thì